Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Mối quan hệ giữa thương hiệu Omega và Thế vận hội Olympic là một câu chuyện thật sự dài hơi. Nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ này bắt đầu cung cấp thiết bị tính giờ cho Thế vận hội kể từ năm 1932 tại Los Angeles. Kể từ đó thì Omega đã trở thành nhà tài trợ chính thức trong hai kỳ vận hội mùa đông lẫn mùa hè mỗi năm. Với Thế vận hội Olympic 2020, thương hiệu Omega đã tung ra vài mẫu đồng hồ kỷ niệm. Hãy cùng Gia Bảo Luxury khám phá xem đó là gì trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là mẫu đồng hồ Omega Seamaster Aqua Terra Tokyo 2020 phiên bản giới hạn. Một trong hai model dành riêng cho Thế vận hội dĩ nhiên là dành cho nam giới, thuộc dòng đồng hồ Aqua Terra 150. Trong bộ vỏ tròn và vẫn giữ lại nét thanh lịch vốn có từ bộ sưu tập Seamaster. Phiên bản mới ra đã được tô điểm một chút yếu tố mang tên Olympic. Bộ vỏ đồng hồ vẫn duy trì ở kích thước 41mm và có đi kèm vành bezel dáng dẹt, không thể xoay chiều. Bộ vỏ đồng hồ kết hợp cùng với cả nối dây dạng đàn lia và núm vặn hình nón khiến chiếc đồng hồ nhuốm màu cổ điển nhưng vẫn đủ thanh lịch và khỏe khoắn. Bộ máy được sử dụng bên trong mẫu đồng hồ Seamaster Aquaterra 150 Tokyo 2020 là Caliber 8900 đã được sản xuất in-house. Omega Caliber 8900 là bộ máy đạt chuẩn Master Chronometer và được trang bị những công nghệ tiến bộ nhất của thương hiệu như là bộ thoát coaxial, các chi tiết có khả năng kháng tử. Được sở hữu hai hộp cót đảm bảo bộ máy 8900 có thể dự trữ năng lượng để cả chiếc hoạt động trong vòng 60 giờ đồng hồ. Bộ máy này đã được hoàn thiện theo phương pháp thông thường của Omega như sự có mặt của vân sọc Geneva. Thuộc bộ sưu tập đặc biệt là Tokyo 2020 Countdown, tại mặt đáy sapphire của chiếc đồng hồ, nhà sản xuất đã in vào đó biểu tượng của Thế vận hội Tokyo 2020. Điểm khiến chiếc đồng hồ này trở nên đặc biệt đó chính là phần mặt số bên dưới lớp kính. Được làm từ gốm ceramic xanh, mặt số đã được khắc laser theo biểu tượng của Thế vận hội. Hệ vân đặc biệt nằm sát cạnh nhau đã tạo chiều sâu đáng kể cho cả chiếc đồng hồ. Nổi bật trên nền xanh thẫm là cọc chỉ giờ sáng bóng và được sắp xếp đối xứng đầy chuẩn mực. Mẫu đồng hồ được nhắc đến có mã hiệu REP 522-1241-21-0301 đã được trang bị dây đeo cao su với đầu 20mm gắn vào lớp vỏ bằng một mối nối thép không gỉ sáng bóng. Chỉ có 2020 chiếc, Omega Seamaster Aquaterra Tokyo 2020 Limited Edition có giá bán là 5.900 euro. Mẫu đồng hồ Omega Seamaster Glenit Ocean 2020 phiên bản giới hạn là cái tên thứ hai nhắc đến trong video ngày hôm nay. Mẫu đồng hồ này thuộc bộ sưu tập Tokyo 2020 Countdown vẫn nằm trong bộ sưu tập Seamaster, nhưng đây là một thiết kế dành cho nữ giới. Với nền tảng là dòng đồng hồ Glenit Ocean 600m, thương hiệu Omega đã tạo ra một phiên bản dành cho nữ theo chủ đề là quốc kỳ của đất nước mặt trời mọc. Thiết kế của mẫu đồng hồ này lấy hai tông màu trắng và đỏ làm chủ đạo. Bộ vỏ đồng hồ làm từ thép không gỉ với từng mặt trải xước hoặc đánh bóng khác nhau. Dây đeo đồng hồ là dây cao su và dây da cùng có màu trắng. Nhà sản xuất cũng cung cấp dây vải NATO trong màu trắng và xám sáng trong hộp đi kèm. Lớp đệm trên vành bezel cũng như mặt số đều được làm từ gốm ceramic với độ bóng bẩy ổn định. Nhấn mạnh vào Thế vận hội Tokyo 2020, con số 20 trên vành bezel đã hiện lên trong màu gốm đỏ. Gam màu đỏ trắng tiếp tục được ứng dụng vào thiết kế mặt số đồng hồ, ví như việc kim dây hình kẹo mút hiện lên với đầu màu đỏ rực. Nằm bên trong bộ vỏ của mẫu đồng hồ này, đó là bộ máy Caliber 8800, có thể vận hành trong khoảng 55 giờ đồng hồ. Đây là bộ máy tự động được tích hợp bộ thoát coaxial, cũng như là có thể kháng tử xuất sắc, điều được kiểm nghiệm theo đúng tiêu chuẩn Master Chronometer. Tương tự phiên bản dành cho nam giới ở bên trên, tại nắp đáy sapphire đồng hồ là biểu tượng của Thế vận hội Olympic Tokyo đã được in lên đó. Chỉ được sản xuất với số lượng 2020 chiếc, Omega Seamaster Planet Ocean 2020 có giá bán là 7.000 euro. Trong hai model dành riêng cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 này, bạn thấy ấn tượng với mẫu đồng hồ nào hơn? Hãy để lại cảm nhận của mình ở bên dưới để cùng trao đổi với Gia Bảo Luxury nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số lần sau!